giờ mình với mẹ mình đi đổ vớt, có gì kiếm coi, có cá tép bự thì mình ăn, còn cá tép mà nhỏ thì mình nấu tắm cho chó. Trong đây mình đem theo cái xô này với con dao nè. Trong cái xô thì có một cái thau và một cái bàn chải. Cái thau với bàn chải này là một lát cái mình rửa, mình xả cái vớt. Cái vớt á, mỗi ngày mình nước phù sa nó lên xuống á, thì phù sa nó đóng vô cái vớt, thì cái vớt nó cũng giống như một cái miếng lưới vậy đó, thì nước chảy ra chảy vô mà phù sa nó đóng lên nó thì nó bị bít lại, vì vậy thì tép cá nó không có vô nhiều, nước nó không chảy qua được nữa, nó kiểu như cái miếng lưới mà nó bị bít lại vậy đó, nó không có hay. Thì 2 bữa mình mới sạc một lần, bữa nay mình đi sạc, mình đi đổ vớt xong mình đi sạc luôn, các bạn cùng đi với mình nha. Ừ. Lại về đi với. Đi bốn con chó chạy theo. Không có chuyện hả mẹ? Nè, các bạn thấy nó bông nè, dài 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 nè. Dài dài gì là bông nè. Bông mà không biết đậu được trái nhiều không nè. Bông nhánh, mỗi nhánh mỗi bông hết trơn. Nhánh nào cũng có bông mà, phải như nhánh nào cũng có trái là được rồi. Mà thấy có ăn. Mẹ ơi, cái cây lá đó nó bị thối cũ rồi kìa mẹ. Bị thối. Hôm đó nó có sâu mẹ chặt á, mẹ chặt. Sát quá nó chết. Vậy hả? Rồi ở sâu khó diệt quá ha. Cái lá nó muốn lỡ rồi đó. Mà nó nghiêng ra giữa gạch em muốn chạy ấy đi, lỡ rồi. Vậy bữa chắc phải chặt giục luôn. Chặt giục luôn. Đó, cái vớn đằng đó là cái này nè, cái chỗ này nè là cái vớn của nhà mình á, mình phải đi ra tới quốc ở ngoài vườn xa lắm. Đây là cái gạch, gọi là cái rạch, tại vì ở đây á nước ở dưới đây nó sâu dữ lắm các bạn thấy không. Như á, bình thường nước lớn á, thì nó cỡ như đây của một lá nè, nhưng mà bây giờ là nước đang cạn nhưng mà ở dưới nó cũng còn sâu nữa, cũng còn hơi sâu sâu, cũng tới ngực mình nè. Tới chưa thấy ngực mà phát mẹ à, cũng vậy là cũng sâu rồi, tại vì nước lớn nó sẽ sâu. Nãy vừa hỏi mẹ cái cụm mà để được như vậy nè, bỏ vào giường vậy á. Sợ hồi vừa mắc là sợ người ta lấy chứ vừa rẻ vậy không ai lấy hết trơn. Giờ tới mình đi. Đó, mấy con chó nhà mình nó hay đi theo mẹ lắm. Nó qua bên đây nó quen luôn.
Cái chỗ này là chỗ mà bảo hãm nhà mình nhổ nước mối nè. Nhà mình nhổ cũng được hai lần á. Mình xuống cái cây cầu này một lần nữa. Đây mẹ cũng có bỏ dừa ở đây nữa nè. Mẹ cũng có bỏ dừa ở đây nữa nè. Giờ hai mẹ con mình lội xuống đây đậu vớt. Ở kia có cái bụp lá nó lở luôn kìa mẹ. Đó. Bữa hổm có khi 3 giờ đêm mà mẹ mình còn đi đổ vớ á. 3 giờ đêm mà mẹ dám ra đây mẹ đổ mẹ ra thì chứ. Mốt, mốt mình đừng đổ luôn nè. Bữa hổm người ta, người ta lén người ta đổ. Ừ. Đó có dấu dọa không? Cái dấu dọa ở trên đó người ta xuống á không? Ờ đúng rồi. Ờ dấu dọa đó đó. Dấu mới không? Coi chừng người ta đổ rồi á. Vũ từ đây hả mẹ? Vũ từ trên xuống dưới. Từ túc đó không? Ha đây. Túc bên này nè, túc bên này nè. Rồi vũ vũ vậy á. Cái lần xuống. Tao nghèo cho nó còn tôm nữa. Gến rồi tùm lum tùm la hết. Rồi mở dây đi, mở dây mới được. Đẹp trên đây ha. Ừ. Để cái sau đó trôi ạ. Cái siêu. Thôi cái sâu đầy nước, cái sâu đầy nước. Mũi lá trắng quá. Mũi dữ lắm, này mũi đen dữ lắm. Giật giật. Tại chó mà kẹt ở đâu mà lai dữ kìa. Được có mấy sao mẹ ơi. Ok, đứng chứ được. Chứ mình đặt thì phải ngày nào cũng phải Cũng ngày nhiều người ít đó mẹ. Ngày nào ít thì cho chó ăn. Nè. Ui. Được có mấy con à? Dạ. Nè, mẹ coi nè. Được mấy con hả mẹ? Trời ơi. Lát gì cũng chó à. Cậu xíu chắc á. Xíu cái chắc á. Thôi bữa hổm đổ cả cỡ cũng mộng bộn. Chừng vài trăm, ba bốn, bảy, sáu trăm cà ram mà nấu cho chó hết hết phần nữa. À, mẹ cưng mấy chó dữ vậy hả?
Trời ơi, nó coi nhà cho mình luôn. Nó hả, có khi mẹ đổ được cả 2 kg thép luôn hả mẹ? Ờ, 1 tháng chỉ một con nước, lâu lắm mới được vậy. Cái xác xuống. Xác xuống nữa. Nè, cái đít nó tới đây nè. Ừ, tới đó là phải rồi đó. Rồi cột xuống hả mẹ, xuống xuống luôn. Ừ, cột xuống. Cột xuống vô cây đó. Ôi, cây nó muốn qua mà nó không qua được hay sao á. Lại rửa cái giấy chút rồi sạch cái giấy chút cho mẹ. Dạ. Trời ơi, nó thấy mấy con này bên đây qua theo bên đây nè, nó cành anh nó la đó. Qua không được cành anh đó. Rồi lại xối nước sạc cái vớn, rửa vớn cho nó không có đóng bùng á. Tép nó bây giờ. Rồi một lát đó, mấy con hào quá trời. Hồi nhỏ mà thấy mấy con nó mà sợ quá. Dùm. Con cũng sợ mà. Nhỏ thấy con Hà đầu dưới sông mày sợ. Con cũng sợ chứ mẹ. Con thấy nó đeo sườn con cũng sợ nữa. Ừ. Giờ mình tưới cái này lên. Ừ. Tưới lên chảy sạc. Sạc như vậy đó thì cái lưới nè, miếng sạch nè. Ừ. Cái này nó bị dính ở đâu nè. Ừ. Dính đâu hồi nó không vô trong được. Dính trong á, mình cho vô trong mình sạc á. Không có, mày dỗ nó rớt xuống hà. Ở ngoài, mày sạc xong rồi mày dỗ phạch nó rớt xuống à. Mình sống ở dưới quê á, phải kiếm từ phải làm này làm nọ để sinh sống chứ ở thành phố thì người ta buôn bán, người ta có nghề nghiệp, còn mình ở dưới quê thì sống theo kiểu dưới quê ha. Rồi dỡ mưa lưới không, dỡ mưa lưới cho nó văng ra hết à. Ờ, dỡ vậy á, tạc dỡ nó chà bằng chảy lên cái dỡ dần hết à. Vậy nè, nước nó mới chảy ra được. Ừ. Chiếc rác nó dính quá. Lâu lâu mình phải sạc, phải kỳ nó vậy á. 2 bữa sạc lại nữa nè. Ừ. Trời ơi, mấy con chó đã trên bờ nó làm rần chung em. Quá mạng luôn. Có heo á. Thôi để mẹ phụ cho thôi. Mình giỡn hả? Cái đuôi của cái giỡn. Nhà máy này cực quá mẹ, vậy ừ. Người ta làm ở ngoài đáy xong á mẹ. Nó bự quá à. Nó xong cái đường công đồ làm, còn cái đông gạch thì chuyện cũng như nhẹ nhàng đường bà người ta làm. Xong con thấy bự mà, sao ta làm được 2. Ừ. Xong có được ông, tôi biết lặn rồi á. Tôi biết lặn, tôi biết lội, tôi đạp nề nào, đạp này đáy rồi á. Giả sử như mới đầu tiên tôi hứng hơi cạn, cái hồi cái nước cạn xuống, rút xuống rồi tôi đạp xuống dưới nữa. Cho nó sâu á. Còn nếu không đạp thì tôi có cái cây tôi chỉa cái này đáy cho nó tuột xuống dưới một chút vậy. Sông lớn quá mẹ cũng sợ nữa, mẹ sợ sông lớn nhưng mà rạch nhỏ thì mẹ không có sợ. Nhưng của mình sống ở đây cái quen rồi mình đâu có sợ.
thôi sạch rồi, về về chú ơi, sạch rồi ạ. À. Vậy dạ, được rồi á. Về về nấu tấm cá mẹ. Ừ, vậy thôi vậy. Để rửa lên sơ sơ về được rồi mày. Ngày nào cũng phải rửa lại hết á. Nếu là trời ơi đi theo đi rần rần á. Gì á? Lượm cháy thôi lẹ. Đi dưới theo tao lát nó dựng lại như vậy. Thầy ơi lên tới đó kìa hả? Mẹ lên à. Trước. Dao mẹ đâu rồi ta? Đây nè. Bỏ dép vô luôn. Rồi, về. Mấy con chó đâu mất hết rồi kêu về chứ có chừng chạy hồi đi lạc. Để sợ con chó đi lạc. Mấy đứa vừa mà gom mà để đây nè. Này nó ít quá, mấy con đủ nấu cho mấy con chó. Có mấy con rồi hả mẹ? Ừ. Cái gì con lựa ra luôn ha. Ừ. Đi. Giờ con lựa mấy con tép này ra luôn. À, để có gì nó cháo ừ. Con Quy nó ăn. Ừ. Có mấy con tép bạc nè. Ừ. Còn mấy con cá thì nấu tấm chó. Ừ. Chứ để con chó nó ăn không tội nghiệp nó lắm. Ừ. Ơi có con tôm dâm mẹ ơi. Ừ. À, con tôm dâm nè. Ừ. Ăn ngọt á. Này đủ rồi nó ăn. Ôi ôi tôm nó chạy mẹ ơi. Tôm gì? Chạy cài 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 luôn nè. Bò. Rồi lại bắt ba con cá bởi. Bắt ba con cá bởi cho con cá nuôi con, đi. Có con cá này nó cắn con cá này nó nuốt mà nuốt không hết nó chết ngắt. Mẹ coi nè, nè nó ăn con cá này. Mà con cá này còn sống mà con cá này lại chết. Ừ. Con cá ăn lại chết mà con cá không ăn lại còn sống. Nè con sống nhăn nè. Ừ. Mắt mắt đuôi nè. Kì. Mày tội, tội của mày là mày ăn thịt đồng loại. Mày chết là đáng. Để ăn rửa cái gỗ. Chuẩn bị nồi nước sôi sẵn. Cá bỏ vô luôn. Cũng hơi bị ác á. À! Gì vậy? Cá nó lội luôn rồi kìa. Nước sôi mà lội gì được lội. Lội hai ba vòng rồi chết ngắt rồi. Người ta phóng sanh này đó. Con cũng phóng sanh. Phóng sanh mà bỏ vô nồi nước sôi. Một mạng, đổi một mạng. Mạng con... Chưa đó ba con nha. Dạ. Con cá... Chưa con nào sống á. Dạ. Để phóng sanh đó kìa. Thì... Mình đâu có chờ được nói thiệt chứ là mình không có chờ được cho con cá nó chết. Tại vì bây giờ cũng chiều rồi. Mình phải nấu tấm chó để cho chó ăn. Chứ chó không ăn thì chó đói. Chó không ăn thì chiều tối đói bụng. Mà mấy con chó nhà mình không có cá nó không ăn. Phải nấu chà lộn với cá bỏ vô chút muối. Đầu cá, đầu tôm xương tép rồi này kia lộn xộn vậy thì chó nó mới ăn chứ giống như người ta vậy mẹ nó cũng như người ta chứ bộ. Nó ăn thì cũng biết ngon, dở nó cũng phải có cá có thịt chứ. Ăn cơm không, ăn tấm không thằng ăn nổi. Ăn vậy chó nó ốm lắm. Nó đâu có giữ nhà nổi. Có người á Dung, có người nói kiếp này nó nghèo, nó khổ ha.
Cái người ta đi bằng mướp bằng thê thức đêm thức hôm, không kiếp này tôi làm người, kiếp sau tôi làm chó nhà giàu. chó nhà giàu khỏe. Được đây kinh kêu tôi cho ăn đồ ăn đồ. Rồi mẹ ơi, bây giờ con đổ gạo vô luôn. Nước sôi sùng sục rồi, giờ mình bỏ gạo vô. Đây là cái gạo mà mẹ mình mua nè. Gạo này thì mình mua loại gạo rẻ thôi chứ không có mua loại gạo mắc tiền. Mua tại vì cũng đâu có tiền đâu mà mua loại mắc tiền. Nhà mình cũng không ăn gạo mắc tiền đó. Bình thường thì mua cả bao vậy đó. Nè, bữa hổm hay là mẹ mình mua cả bao luôn á. Mình ăn nó lưng rồi nè. Mình sắp đi mua tiếp rồi, ăn nhanh ghê mẹ. Bao 20kg mà ăn như mấy bữa mẹ. Tận không? 20kg hả? 20kg ăn 10 ngày. Ừ. Mẹ 2kg. Một ngày ăn cỡ 4 cái chén này nè. Bỏ vô. Vậy 1kg mấy? Chúng ta 2kg ha. Hay à. 2 rồi phải không? 3 4. Mình nấu kiểu sành sệt á, kiểu cháu đặc á, cháu bòi á, cháu chó nó ăn. Chứ mình không có nấu kiểu như cơm. Ở bên đó là cái ấm nước đậu mẹ mình bắt lên để giờ nấu. Tại vì bây giờ chiều rồi, bây giờ nấu rồi cái tối cho nó nguội. Rồi mình để tủ lạnh là mình uống là nó vừa sáng có uống. Tại vì một ngày nhiều khi nhà mình uống ấm không đủ luôn á, nhiều khi phải nấu hai ấm luôn á. Tắm chó thì mình cũng cho nó thêm một miếng muối. Muối này là muối cục. Một muỗng. Nồi bự lắm. Hai muỗng. Ba muỗng. Nè các bạn coi nè, cái ấm nước bự như vậy. Mà cái nồi nó còn bự hơn nữa. Tại vì nhà mình tới 7-8 con chó nữa. Nấu nồi này cho nó tụi nó ăn một ngày là hết luôn á. Ngày xưa á, nấu cái nồi nhỏ hơn mà giết mấy con chó nó bự lên cái là ăn không đủ, cái mình phải nấu cái nồi bự lên thêm. Phải hy sinh cái nồi mình để nấu, để dành nấu đám chó luôn hả mẹ. Chứ cái nồi này nồi mới nè. Hy sinh cái nồi để nấu tắm cho chó. Tại nhà mấy cái nồi cũ thì nó nhỏ. Nồi mới, mấy nồi bự thì đâu có nồi cũ đâu. Rồi nó như cháu bòi vậy nè. Nó sành sệt ra, cũng nở ra rồi. Một lát mình nấu cho thêm, nó cạn cạn chút nữa rồi mình nhắc xuống. Mình là mình chỉ có bỏ muối thôi. Mà mình cũng không biết là cái vị của con chó nó như thế nào nữa. Mình bỏ muối cho nó mặn mặn cho dễ ăn thôi. Còn mình nghe nói hả, có người người ta còn bỏ đường, nước mắm, bột ngọt. Y chang như mình vậy đó. Ta nêm nếm y chang như người ta ăn vậy đó. Cái nồi cũng cạn rồi. Mình đổi cái ấm nước đậu qua bên đây. Cái còn cái nồi tắm chó thì qua bên đây. Đó, vậy đó. Bình thường là nhà mình sẽ nấu như vậy. Xong rồi cái nó cạn một chút nữa cái là để nguội cho rồi mới đưa cho mấy con chó ăn. Nó gai rồi mẹ ơi. Đếm cây gà được nhiêu con này? 1, 2, 3, 4, 5, có 5 con rồi. Còn múc cho con chó cọt quay nữa. Nè mình nấu sạch sạch giống vậy nè. Kẹp kẹo đã khô rồi. Rồi chúc. Chúc bà cô cho chó ăn này cho con uống nha. Mình sang qua hai bên để cho mấy con nó có tổ ăn chứ không nhìn lộn. Rồi đủ rồi. Ủa tập học được chưa? Nè. Mình ít bên nhiều chê nữa. Đó vô kìa, vô con nữa kìa. Đó, đủ rồi. Đó, đó, cắn lộn đi, cắn lộn. Người ơi, nó con lớn ăn hiếp con nhỏ nè.
Đi về ba bán cơm cho. Bự này nè, nó hết mấy con nhỏ, con thứ hai con đang bự này nè. Nó ăn no rồi, mấy con kia mới lại ăn. Một ngày là 7 con chó nhà mình là phải ăn hết một nồi này nè mới no. Chứ nấu ít hơn là không có no, nên nhà mình phải dời cái nồi bự đó đó. Con chó kìa. Còn múc cho con cọp nữa. Rồi cho nó ăn đi. Ăn đi kì. Ăn đi. Sợ rồi. Con chó thì chỉ cần xu ôm nó được thôi à. Xu nó qua hoài ôm được con chó đó đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn đăng ký để có thể xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.